Trong văn bản mới nhất gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VTF đã đề xuất việc tăng thêm một suất ngoại binh cho các đội từ mùa giải V.League 2023. Với mục đích nâng cao chất lượng hệ thống giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, VTF đã gửi văn bản lên VFF đề xuất tăng thêm một suất ngoại binh cho các đội từ mùa giải V.League 2023. Một điểm đáng chú ý là suất ngoại binh này dành riêng cho các cầu thủ có quốc tịch thuộc AFC. Ở thời điểm hiện tại, theo quy chế của v League suất ngoại binh châu Á theo dạng 3 cộng 1 chỉ dành cho các đội bóng Việt Nam tham dự AFC Champions League và AFC Cup. Tuy nhiên, trong những trận đấu thuộc V-League và Cúp Quốc gia, các đội cũng chỉ được sử dụng tối đa 3 ngoại binh. Trên thực tế, quy định 3 cộng 1 ngoại binh đã được AFC áp dụng từ lâu nhưng ở Việt Nam chưa đưa vào thực tiễn. Ngoài các đội bóng tham dự cúp châu Á như Viettel và Hoàng Anh Gia Lai, những câu lạc bộ còn lại chỉ được đăng ký tối đa 3 ngoại binh trong một mùa giải. Điều đó khiến các huấn luyện viên chủ yếu sử dụng cầu thủ Brazil hoặc gốc Phi. Với việc áp dụng suất ngoại binh châu Á tại V-League, bóng đá Việt Nam không chỉ nâng cao mặt bằng trình độ giải chuyên nghiệp. Ở một góc độ nào đó, các cầu thủ châu Á cũng sẽ có cơ hội đến Việt Nam thi đấu nhiều hơn. Trong quá khứ, V-League từng có thời điểm sử dụng không ít cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc. Một điểm mới khác ở V-League 2023 là giải đấu sẽ diễn ra nhanh chóng hơn thường lệ, nhằm hướng đến mùa giải V-League 2023-2024, mùa giải đầu tiên thi đấu theo thể thức vắt qua một năm dương lịch. Đây cũng là một điều chỉnh quan trọng của VFF và VTS nhằm đồng nhất lịch thi đấu của bóng đá Việt Nam với quốc tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.